Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Sách Hay, nơi ghi lại những cảm nhận, đúc rút của người đọc sách, lan tỏa giá trị từ sách đến cộng đồng. Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya, tác giả Higashino Keigo. Chào các bạn, có những cuốn sách viễn tưởng, kỳ ảo nhưng cũng rất đời thực. Đời thực ở ý nghĩa ẩn sau mỗi giả định mà tác giả mang đến cho người đọc, như một số các tác phẩm lừng danh thế giới, đặc biệt nói về tình bạn, tình đồng đội, sự tương hỗ và giúp đỡ lẫn nhau, như cuốn Harry Potter, Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ và giới thiệu với các bạn cuốn Điều Kỳ Diệu của Tiệm Tạp Hóa Namiya của tác giả Higashino Keigo, một tác giả nổi tiếng của Nhật Bản, về các đầu sách trinh thám và tâm lý xã hội dưới góc nhìn rất đời thực và sâu sắc. Cuốn sách kể về ba tên trộm trẻ tuổi Asuya, Sota và Kohei đang chạy trốn sau khi ăn trộm đồ. Họ tìm thấy một cửa hàng tạp hóa Namiya bị bỏ hoang và quyết định trốn ở đó một đêm. Họ không biết rằng chính vì điều đó đã thay đổi họ mãi mãi. Họ phải trở thành nhà tư vấn bất đắc dĩ cho những bức thư từ quá khứ. Cuốn sách này sẽ thông qua những bức thư ấy kể về những câu chuyện của các chủ nhân được nhắc đến trong mỗi bức thư nhờ tư vấn. Mặc dù ban đầu bộ ba miễn cưỡng tư vấn cho người khác, nhưng sau khi nhận được lời cảm ơn từ tận đáy lòng của khách hàng, họ hiểu rằng mình cũng có thể giúp đỡ ai đó. Vì vậy họ đã duy trì công việc tư vấn của mình. Điều này thể hiện rằng sự chân thành luôn chạm đến trái tim mỗi người và thắp sáng lên niềm hy vọng và tình yêu thương vẫn tồn tại giữa những tháng ngày bơ vơ và những điều xấu xa mà họ đã trải qua. Những câu chuyện của mỗi người tưởng chừng như rời rạc, nhưng khi đọc, bạn chợt nhận ra chúng có mối liên hệ với nhau. Tất cả những nhân vật trong cuốn sách, dù mới gặp hay chưa từng gặp, dù cho họ ngẫu nhiên lướt qua nhau trong đời một lần, thì bằng cách nào đó câu chuyện và cuộc đời của họ có một mối liên kết rất chặt chẽ. Những nhân vật đó cũng phản ánh lên con người và xã hội ngày nay ngoài đời thực. Sự cô đơn, sự lạc lõng, yếu đuối với trái tim nhạy cảm, không nhận được tình yêu thương hay những lần mất cân bằng trong cuộc sống. Tất cả mọi người, kể cả tôi, cũng không phải một trường hợp ngoại lệ, đã từng trải qua tình cảnh đó ít nhất một lần trong đời, tựa như những nhân vật trong cuốn sách này vậy. Cuốn sách còn cho tôi hiểu được việc sự lựa chọn của mình quan trọng như thế nào. Trong câu chuyện, có những lời tư vấn của bộ ba, người ở quá khứ tiếp nhận hay không đồng ý, thì họ đều có những lựa chọn của riêng mình. Việc những vị khách ở quá khứ lựa chọn và làm gì, một phần cũng nhờ những lời tư vấn của ba nhân vật chính trong truyện. Nhưng đa phần vẫn là ở chính họ, và họ đều phải chịu trách nhiệm cũng như đối mặt với những thử thách trong chính những sự lựa chọn của mình. Bởi không ai ngoài chính bản thân họ là người kiểm soát tốt nhất cuộc đời của mình. Bức thư cuối cùng là chi tiết tôi thích nhất trong cuốn sách. Bức thư của chủ tiệm tạp hóa Namiya trước khi qua đời gửi từ quá khứ, đáp lại cho bức thư trắng từ tương lai của Asuya, cũng là chủ tiệm tạp hóa Namiya ở thì tương lai. Và cũng chính là người nghĩ ra việc tư vấn qua những bức thư cho ba tên trộm. Chính bức thư ấy đã bừng lên hy vọng về việc làm lại một cuộc đời khác cho ba tên trộm trẻ tuổi Asuya, Sota và Kohei. Sau những vấp ngã và hành động thiếu hiểu biết, những tổn thương để lại bởi hậu quả của một xã hội thiếu thốn tình yêu thương, nó như đã đánh thức tôi và giúp tôi vượt qua những nỗi buồn, sự lo âu về những khó khăn trong cuộc sống của mình. Bức thư nói rằng, vì còn là giấy trắng, nên bạn có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào. Tất cả là tùy ở bạn, mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận. Điều này thật tuyệt. Tôi mong bạn hãy tin vào bản thân và cháy hết mình với cuộc đời, bạn nhé. Vâng, tôi có thể là bất cứ điều gì tôi có thể. Không sao cả nếu chỉ nhìn thấy một trang trống, vì tôi có thể chọn vẽ bất kỳ con đường nào vào đó. Nên hãy cứ tiếp tục tìm kiếm và chọn lựa những sự phù hợp với mình.
và đừng bao giờ từ bỏ bạn nhé. Cuốn sách cho tôi thấy điều kỳ diệu của mối quan hệ giữa con người với con người, giúp tôi hiểu tình yêu gia đình và tầm quan trọng của cuộc sống. Mỗi câu chuyện, mỗi bức thư đều làm tôi ngẫm nghĩ và càng cho tôi ngẫm ra một điều rằng ngay cả ba nhân vật trộm trẻ tuổi ấy, dù cho họ có rơi vào vòng lao lý luật pháp, nhưng nhà văn Higashino Keigo với lối viết đậm tính nhân văn và giàu lòng trắc ẩn luôn đặt những con người ấy vào những hoàn cảnh vô cùng phức tạp, để ở đó họ vẫn có thể tạo ra được giá trị cho những người khác mang tên trải nghiệm của chính họ. Qua đó, tôi càng hiểu thêm thế nào là giá trị của sự tôn trọng. Và có lẽ tốt nhất không nên chối bỏ và hắt hủi những đối tượng như ba nhân vật ấy, bởi họ cũng có những tổn thương và mưu cầu về một cuộc đời hạnh phúc như bao người khác. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái miền.